Hello, rất vui xin được gặp lại các cô bác các anh chị nha và các anh em nha. Hôm nay mình sẽ không làm cái video chia sẻ về cái sửa chữa máy móc nữa và mình sẽ có một cái câu hỏi đặt ra để muốn tham khảo và của tất cả mọi người. Đấy. Có một câu hỏi mà người bạn mình đã hỏi là mình rất là trăn trở. Đấy. Chưa có cái cách trả lời chính xác thì hôm nay mình sẽ đưa lên cái câu hỏi này để cho mọi người trả lời xem có gì khác không, và người bạn đấy hứa là nếu trả lời đúng nghĩa thì sẽ thưởng cho 1 triệu. Các bạn nhớ là 1 triệu nha. Thì trước tiên mình chưa nói đến câu hỏi và mình sẽ nói cái vấn đề liên quan đến nó. Ví dụ trong một cái cuộc thi hoa hậu thì một cái thì sắc đẹp ấy, thì người chiến thắng ấy, thì trong tất cả các vòng thì được phong là hoa hậu. Còn trong một trận đấu thể thao ví dụ như bóng đá đấy, mà trong trận chung kết người đội chiến thắng thì người ta gọi là đội vô địch, hoặc trong các cái môn thể thao khác cũng vậy, nó đều gọi là vô địch hết đấy. Thì trong một trận chiến đấu để câu hỏi này các bạn nhớ này, trong một trận chiến giữa hai một vị tướng với nhau đấy, thì thông thường thì người thua thì người ta gọi là bại tướng. Thế thì người thắng tướng đó thì gọi là gì? Các bạn có thể suy nghĩ và comment bên dưới rồi mình sẽ đưa cái câu hỏi trả lời các bạn. Nếu như đúng và giải thích đúng nghĩa thì người ta sẽ thưởng cho các bạn là 1 triệu đồng mà chính bản thân mình cũng chưa suy nghĩ ra được. Nhớ nhé, là thắng tướng thì được gọi là gì, thua tướng thì gọi là bại tướng, đúng không? Nhưng mà thắng tướng thì gọi là gì? Các bạn có thể comment bên dưới, và những câu hỏi các bạn đưa ra thì mình sẽ chuyển cho cái người thưởng cái số tiền đó, thì các bạn có thể có cơ hội để nhận thưởng là 1 triệu. Đấy, xin chào và là hẹn gặp lại, chúc các bạn có những câu hỏi xuất sắc. Đấy, và đạt cái giải 1 triệu đồng này. Xin cảm ơn mọi người, xin chào.